Hello, xin chào các bạn nhá. Hôm nay có anh Tùng ở Sơn Tây anh nhỉ? Sơn Tây. Hôm nay anh đưa bác là bố vợ qua mua thêm một cái ghế bên mình, qua xem thêm một cái ghế bên mình. Thì anh Tùng là một trong những khách hàng lâu năm của Huy đấy, chắc phải là 4 năm anh nhỉ? 4 năm trước thì anh có mua bên mình một cái ghế S600, một cái ghế S600. Thì sau 4 năm không, S850 là mua cho thêm người khác nữa. Anh ấy giới thiệu cho mấy người mà. Mấy cái, mua mấy cái luôn. Thì hôm nay cũng rất là tình cờ vì là anh hẹn từ hôm qua, thì hôm nay bảo thế anh qua đây cho em xin cái feedback thực tế. Thì không biết rằng là trong bấy nhiêu thời gian sử dụng thì anh thấy cái sản phẩm ghế massage của bên em thế nào? Thực ra thì cái thời điểm cách đây 4 năm anh mua ghế massage cũng là cái ghế đầu tiên anh mua. Đầu tiên mua thì cũng hai anh em cũng biết nhau và cũng qua tận cửa hàng của em Huy cũng được em giới thiệu tư vấn. Và anh ấn tượng nhất là Huy thì không bao giờ tư vấn anh mua cái ghế đắt nhất, nhưng mà bao giờ tư vấn anh cái mua cái ghế phù hợp nhất. Và anh dùng cái ghế kia là 4 năm mà anh chuyển sang bên văn phòng, hầu như hai vợ chồng cũng ngày nào cũng dùng diệt dã. Làm bên văn phòng thì có thể lúc nằm đọc sách, xem tivi nó rất thuận lợi. Và cũng lần này là cũng đưa bố anh sang là cũng muốn mua một cái máy để phù hợp. Cái nhất là cũng vật lý trị liệu, nhờ em Huy tư vấn là phù hợp với cái công năng, mục đích sử dụng của ông. Và ông rất tin tưởng em Huy về cái cách chăm sóc khách hàng cũng như là tư vấn. Trong quá trình dùng các bạn cũng bảo trì bảo dưỡng đều cho anh đúng không ạ? Của anh là anh có lần gần nhất là cũng có một bạn, anh hôm đấy là anh đi vắng, hôm đấy là anh đi chuyển ghế nhỉ? Vâng, chuyển ghế. Anh thì cũng nghĩ thì là các bạn qua chuyển anh đúng không? Anh thì cũng nghĩ là các em chỉ có sang chuyển ghế cho anh là tốt rồi, nhưng hôm đấy thì cũng bọn em cũng bảo dưỡng vệ sinh. Thực ra thì cái ghế của anh nó cũng không có vấn đề gì. Hôm đấy là hôm sau anh sang văn phòng thì thấy ghế da nó mới thì chị bảo là các em có sang vệ sinh cho anh. Cảm ơn em. Đến nay là 4 năm rồi. 4 năm thì anh thấy là cái đấy nó có hiệu quả không anh? Thực ra thì những cái máy về công nghệ thì đương nhiên là em Huy càng ngày càng cải tiến, luôn luôn cải tiến, setup lại các máy nó chức năng nó cao hơn. Nhưng mà về cơ bản thì anh thấy là cái 4 năm sử dụng thì cái máy ghế của anh nó không có vấn đề gì. Đấy, về mọi cái, về cơ học, về đồ da thì nó vẫn như thế. Hôm nay là anh trải nghiệm cái ghế ít tiền hơn cái ghế ngày xưa anh mua rất là nhiều. Nhưng mà lại thích. Và công nghệ bây giờ nó phát triển. Với lại như em nói đấy, đây là cái mẫu ghế đầu tiên mà em trực tiếp làm từ khâu nghiên cứu sản phẩm, phát triển sản phẩm cũng như các cái chi tiết làm sao để nó phù hợp với người Việt Nam. Thế là khi anh ngồi lên anh cảm thấy thích là cũng đúng thôi, bởi vì là nó giống như là sau một thời gian dài mình nghe ngóng thị trường, mình nghiên cứu các thứ thì nó ra những sản phẩm mà nó phù hợp với nhu cầu nhất. Đấy. Và giới thiệu với mọi người rằng anh Tùng là một doanh nghiệp rất là lớn là Inox các bạn nhá, Inox ở Sơn Tây, và một tháng hiện nay đang bán mấy trăm tấn anh nhỉ? Anh khoảng độ 500 đến 600 tấn. Khoảng 500 đến 600 tấn Inox các bạn biết không ạ? 500 đến 600 tấn Inox. Đấy, chuyên phân phối buôn chứ cũng không bán lẻ, lẻ có nhưng ít đúng không anh? Anh hầu như bán buôn ở các tỉnh. Vâng, bán buôn ở các tỉnh. Đó, cho nên là anh em ở các tỉnh mà nếu như mà đang làm cơ khí hoặc là có cửa hàng kim khí mà cần Inox thì có thể liên hệ với anh Tùng, hoặc có thể comment dưới mình sẽ cho contact của anh Tùng để các bạn liên hệ. Trực tiếp là nhà phân phối lớn nhất miền Bắc của Inox Hoàng Vũ các bạn ạ. Đấy, và nhiều hãng Inox khác anh nhỉ? Anh làm nhiều hãng. Đấy. Thì cũng rất là may mắn cho Huy, bởi vì là Huy làm nghề thì cũng không phải là quá lâu, đến nay cũng được 12 năm. Nhưng mà bằng sự chân thành của mình, bằng sự nỗ lực của mình thì cũng nhận được sự yêu thương cũng như là bảo ban, cũng như giới thiệu rất nhiều những anh chị khách hàng để cho mình có thể phát triển cái công việc đến như bây giờ. Đó thì em rất là cảm ơn anh nhé, đã mua xong rồi giới thiệu cho em mấy khách hôm nay lại mua cho bố. Anh thích con máy này, khả năng là anh sẽ phải tặng thế cái kia đi và anh chuyển cái ghế ở nhà đi đúng không? Anh thích cái máy này đấy. Dạ vâng. Bởi vì là như anh nói cái vừa đầu với cả Huy là em chưa bao giờ tư vấn anh cái máy đắt nhất, nhưng mà em tư vấn cái máy phù hợp nhất. Và anh thấy cái máy này là như hôm qua anh em mình nói chuyện qua điện thoại, nếu như mà là anh thì anh sẽ mua luôn đấy. Anh muốn là đưa ông sang trải nghiệm tận nơi, tận màu, nhưng mà anh thấy là hôm nay nằm thử cái ghế này là anh cảm thấy là ấn tượng. Vì cái công năng sử dụng, máy móc nó êm, về nhiều hình thức đã đẹp rồi, hình thức thì là quá đẹp rồi, nhưng mà đi sâu hơn là anh thấy là cái máy này nó cũng đang phù hợp với cả nhu cầu của anh. Cảm ơn em nhé. Ok, em cảm ơn anh. Thế này bán là 2 cái chứ không phải 1 cái đúng không ạ? Ok, rồi em dừng máy đi.